sie mein ngon ngon thế xin đáp rằng thịt than sừng ông nhưng sao mà nó lại ngon xin thưa vì đó là phần ngon nhất của con heo hạt gì mà nếm ngon thế xin đáp rằng hạt nêm cờ no nhưng sao mà nó lại ngon xin thưa bởi từ thịt than sừng ông mà ngon còn canh gì là canh ngon nhất xin đáp rằng là canh mẹ nấu nhưng sao mà nó lại ngon xin thưa bởi vì mẹ nấu canh với cờ no ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn.